Rồi, hỏi vậy cũng hỏi được nữa. Nè, đàn ông chính hiệu không bao giờ người ta tự nhận mình là đàn ông đâu. Phải để người khác, phải để phụ nữ người ta cảm nhận chứ. Một lát nữa tôi sẽ gửi cho danh sách người yêu cũ của tôi. Lúc đó các bạn tự cảm nhận nha. Giới thiệu với em, đây là Vi, bạn gái của anh. Đây là Lệ, Minh, bạn thân của anh đó. Chết rồi. Còn chuyện cái miệng á, ngày vui mình thích cái gì? Tuấn Khang, giới thiệu với em, đây là người yêu cũ của anh, Yến. Tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Anh xin thề, đời này chưa bao giờ anh bắt cá hai tay cả. Em không tin à? Ok. Đồ khốn. Tôi cũng ngại với ông quá. Tôi không biết là Lệ mời những ai để mà phím với ông trước nữa. Ngại gì chứ, do đường tình duyên của tôi trắc trở thôi. Tình yêu với chớm nở thì đã vội tàn, chả biết lý do tại sao nữa. Ông không thấy mệt à? Mệt gì chứ, tất cả do mình thôi, tại tính của ông mà ra hết, đừng có đổ thừa người khác. Đó chính là lý do tại sao tôi tôn thờ cuộc sống độc thân. Em hết giận anh rồi à? Cô là ai vậy? Này, tôi đùa với cô à. Đây là công việc đó. Chúng ta không chơi thử làm sao biết khách hàng thích hay không? Lại đây. Bước vào. À, cố tình hả? Bây giờ cũng muộn rồi, anh có uống rượu nữa, anh lái xe về sẽ không an toàn đâu. Tôi mà lái xe không an toàn hả? Không an toàn là sao? Nè, ý của cô là cô định đưa tôi về hả? Ý của tôi là anh có thể ngủ lại đây, tôi đi ra cái sofa nằm cũng được. Rồi. Thiệt hả? Cho cô một cơ hội để suy nghĩ lại trước khi tôi bước vào trong kia. Anh đừng có dọa tôi. Chắc là vết bầm tím ở trên người anh vẫn còn đau đấy nhở? Tôi chưa bao giờ dọa phụ nữ đâu. Em nên giữ khoảng cách với anh. Thật đấy.